Xin chào mọi người. Trước tiên thì chúc tất cả những ai đang xem kênh của Yến sức khỏe và sự bình an, hạnh phúc nha. Thì hôm nay là bây giờ thì là cũng khuya rồi, gần coi như là gần như 12 giờ đêm ở bên Nhật đó mọi người. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 9, thì Yến vừa mới viết một cái bài là để mà công bố cái giải thưởng của cái cuộc thi mà vị viết Vì Cường xứng đáng đó. Nhưng mà có nhiều bài rất là hay, Yến chưa có kịp đọc, nhưng mà Yến cũng chưa có công bố là ai là giải gì, tại vì thực sự rất là nhiều bài hay. Thành ra để mà chọn được một cái bài bài nào đứng nhất, bài nào đứng nhì, mình chọn người này đứng nhì thì mình cảm thấy là có lỗi với người đứng thứ ba, rồi chọn người thứ nhất thì đứng lỗi có lỗi với người thứ hai chẳng hạn. Mình cảm thấy là giống như là mình đang bất công với lại mình đang bất công với những người mà tham gia vậy đó. Tự nhiên cái cảm giác không biết làm lựa chọn sao luôn á, nó thiệt á. Yến mà hả mạnh tài chánh thì Yến cho ngang giải hết trơn luôn á, mà có điều là tại cái này nó là dạng cây nhà lá vườn á mọi người biết không, cho nên tiền bạc thì nó cũng có hạn, cho nên là thôi kệ có nhiều chơi với nhiều, mà cuối cùng là mới đầu là 8 giải mà ai về thôi lại đọc với cuối cùng lại thành ra là 9 giải. Có tính rằng là những cái người mà sẽ có một cái gọi là còn những người mà comment mà hay mà gọi là mang tính là sâu sắc á, thì sẽ được cái giải đó. Nhưng mà cuối cùng thì các cái comment của những người mà trong những người mà đọc bài ấy, thì ta chỉ hay quá, trời ơi chị viết hay quá, rồi em viết hay quá, tuyệt vời nghe, hoặc là một vài những cái comment rất là bình thường thôi, không có cái gì mà gọi là sâu sắc để mà cùng phân tích cái bài viết. Ý của Yến là những cái comment đó là phải có cái sự giống như cùng phân tích cái bài viết, bài viết tác giả sẽ thế này thế nọ, thì cái người mà người ta viết ra đó mà có những người người ta hiểu được thấu đáo từng câu từng chữ, nó rất là thích mọi người. Ý của Yến là Yến muốn có những cái người bình luận như vậy đó, nhưng mà cuối cùng là không ai bình luận được vậy hết, chỉ có hay quá tuyệt vời quá, thì thành ra là những cái giải mà Yến nói Yến trao cho người đọc á không thể trao được mọi người. Cho nên thôi cuối cùng là Yến cắt cái giải đó, thì Yến lại thêm được một giải, nên như là cuối cùng là chọn ra 9 bài, cuối cùng thôi thành ra 9 bài luôn đó ha. Thì những bạn nào mà đã tham gia mà không có tên trong danh sách trúng giải thì Yến cũng rất là xin lỗi, coi như là thông cảm cho Yến rằng là coi như là Yến tài chánh cũng có hạn, với lại cuộc thi nào thì nó cũng phải có một chút gọi là thắng thua thì nó mới gọi là cuộc thi phải không mọi người. Thì để cho mọi người vui vẻ hơn thôi, coi như có quà hay không có quà thì ít nhất rằng là mình cũng đã có một cái cơ hội để mà mình bày tỏ được cái sự mà thương yêu em nó, tới một cái mức độ mà có thể phóng bút để mà viết thành thơ thành văn, đúng không mọi người? Nhưng mà bình thường thì mình viết thì mình thích thì mình viết thôi, nhưng mà bữa nay mình viết mình có quà, quà to quà nhỏ gì cũng vậy, thì coi như là mọi người lấy cái đó làm hoan hỷ cho vui ha mọi người ha. Nếu có sai hay là nếu có bất đồng ý kiến hay gì nó đáng lý bài kia phải giải nhất chứ, hay là bài này phải thế này, bài này không xứng đáng đâu chẳng hạn vậy, thì thôi cũng hoan hỷ bỏ qua cho Yến, hoặc là những ai chưa được cũng đừng có buồn Yến nha. Ok, Yến cảm ơn mọi người. Thì 8 9 giải đó thì sẽ là Hạnh Cao nè, Tuyền Nguyễn nè, đây là những cái người mà tham gia và người ta hợp lệ, có nghĩa là để hashtag hợp lệ và để cho khi Yến bấm những hashtag Vì Cường xứng đáng đó đó thì là hiện ra tổng cộng 24 bài, thì cuối cùng là ra được 9 giải. Thì có những tác giả họ viết nhiều bài lắm, cho nên hầu như ai viết là đều có giải hết đó mọi người, ai viết đều có giải hết. Yến tìm ra được có 24 bài, thì trong đó là ví dụ như bạn Sen Biển là viết rất nhiều bài, rất là nhiệt tình, hoặc là Hạnh Cao cũng viết mấy bài, hầu như là nhiều người đều viết từ 2 bài trở lên á, thành ra là mình cảm thấy cái nhiệt tình của họ rất là lớn luôn, cái tình thương và sự nhiệt tình của họ rất là lớn, mình rất là cảm động và rất là cảm ơn mọi người đã rất là nhiệt tình tham gia ủng hộ cái cuộc thi này mà do Yến đề xuất ha. Yến đọc tên 8 người, Yến đọc tên 8 người cho mọi người coi thử nha, nghe nói làm sao ha. Hạnh Cao nè, rồi Tuyền Nguyễn nè, Sen Biển nè. Sen Biển thì làm thơ rất là hay,
À, bạn Hồng Nhung thì có cái bài mà mọi cơ duyên kỳ lạ đó, rồi bạn Hương Bùi cũng có bài hay, Nguyễn Quyên là có cái bài giống như là review hết luôn cả một cái chặng đường của em nó, rồi Nga Phạm nè, rồi Yến Việt Đồng Nai và Huyền Trân cũng rất là nhiều bài thơ hay. Thì thành ra là những cái tác giả này mình cảm thấy rất là cảm ơn họ, là họ đã rất là nhiệt tình. Cho nên Yến cũng có nói là toạt đầu tính 8 giải, nhưng chính tác giả này không bỏ được ai cả nên thêm một giải, xếp hạng sau, tính xếp hạng tính sau, vì khó quá là xếp hạng tính sau, có nghĩa là chủ nhật á, chủ nhật Yến mới xếp hạng ai thứ nhất ai thứ nhì. Và còn một cái nữa là tại vì á, hàng của Yến bữa nay nó cũng nhiều, Yến chưa biết là ví dụ Yến đưa ra cái giá 1 triệu hay là 2 triệu gì đó thì Yến bây giờ còn chưa biết ráp cái quà gì vô cho cái giải đó nữa, cho nên Yến phải ngồi Yến coi lại. Tại vì khi mà Yến tặng quà cho mọi người thì Yến muốn là cái món quà đó nó phải thiết thực và nó dùng được cho mọi lứa tuổi, chẳng hạn nó phải ví dụ như cái người mà đạt cái giải đó thì cái lứa tuổi đó thì có phù hợp món quà đó của Yến hay không, ví dụ Yến cũng muốn như vậy đó. Thành ra là ngồi để mà chọn một món quà nó cũng hơi bị khó. Thì Yến cũng nói ngay từ đầu là Yến sẽ lấy quà bằng cái những sản phẩm Yến đang bán mà ha, thì thành ra là mọi người chịu khó đợi chút, chủ nhật sẽ có kết quả về thứ hạng và về rõ ràng luôn là hạng nào sẽ có quà nào, coi như là tất cả đều là những cái món quà, nghĩa là hiện vật chứ không phải hiện kim nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã tham gia, hơi kệ như là mình biết mà mình có một chút xíu quà thì cũng vui mọi người ha. Thì hôm nay á là Yến muốn có một cái sự kiện là nó liên quan tới cái dòng luẩn quẩn mình nợ nần đó mọi người, thì Yến muốn là đọc một cái bài viết nó lại có liên quan tới cái chuyện đó, để mình đọc, nó không những chỉ là đọc đâu mà giống như mình vừa đọc mà mình vừa giống như vừa bình luận á, để nghe cho nó vui nha. Trước tiên là Yến sẽ đọc một cái bài thơ, thì cái bài thơ này là rất là nhiều người đã đọc rồi tại vì rất là dễ thương, nhưng mà Yến chưa đọc cho nên bữa nay thì Yến sẽ lấy cái sự kiện ngày hôm nay để Yến cái đọc cái bài thơ này, và đây là một trong những cái bài thơ Yến rất là thích. Thì mọi người coi không biết bài này có đoạt giải hay không, bài này thì lại không có đoạt giải nhưng mà Yến lại vẫn muốn đọc là vì vì nó cũng rất là hay. Tại vì không có tên của bạn này trong danh sách giải thì bạn này cái tên của bài thơ là Thanh Trinh và cái tựa là tựa bài là tựa vai phen mà ngủ nha mọi người ha. Thì Yến sẽ xin đọc, Yến xin phép được đọc cái bài thơ như thế này. Có chàng ca sĩ miền Tây tựa vai phen ngủ, sao mà yêu ghê, gương mặt trong sáng thơ ngây, triệu người phải khóc giải bày oan khiên. Thương con thường phải ngủ ngồi, nhắm mắt lấy sức để mà chạy xô. Hải Phòng, Hà Nội, Cần Thơ, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cà Mau cùng mời, cũng mời. Đồng Dao, quận nhất, quận 3, bà con hải ngoại đang chờ con sang, nên phải tranh thủ mọi nơi gặp fan chờ diễn trên xe, trên tàu. Có hôm chạy diễn 2 show, nghỉ chân uống nước là liền ngủ luôn. Tỉnh dậy là phải học bài, để mai đến lớp trả bài cho cô. Về nhà phải phụ trông em, nấu cơm, rửa bát, quán chay đang chờ. Lau bàn quảng cáo món ngon, tươi cười ca hát, khách vui đến nhiều. Kiếm thêm thu nhập nuôi em, mua sách, mua vở, áo quần, cơm ăn. Còn lại còn tập hát quay phim, thuộc bài hát lại câu view kiếm tiền. Phấn đấu để đổi kiếp nghèo, lo cho cha mẹ cuối đời ấm no. Thế mà bao kẻ vô tâm, vùi dập con xuống tận cùng bùn đen. Thân sen nên chẳng ngại gì, ẩn mình hoàn thiện vươn lên khỏi bùn. Chồi xanh nảy lộc xanh tươi, xua màn đêm tối đón bình minh lên. Mây đen gió thổi bay đi, búp sen lại nở thành hoa đẹp người. Mùi thơm dịu nhẹ bay xa, bốn phương nổi nhịp trở về bên con. Yêu thương ai cũng muốn gần, hít hà cho thỏa bao ngày nhớ mong. Tranh nhau chụp ảnh quay phim, lưu lại để nhớ, để khoe, để cười. Cùng nhau ôn lại chuyện đời, hàn huyên tâm sự bao ngày xa nhau. Đồng lòng đọt chuối chung vai, giúp con lan tỏa để mà bay xa. Tự tin con lại hát ca,
vươn tầm thế giới trong làng dân ca. Ủa hình như bài này Yến cũng có đọc rồi sao? Nhưng mà không sao, tại vì Yến ngồi Yến đọc coi những tập video cũng được, tại vì cái ngày cái hôm nay á là Yến lại coi lại là cái vụ mà nợ nần của các chiến hữu thân thiết của nàng kia, của người kia, người ấy. Thì những cái ngày này là những ngày người ta sẽ đào bới lại hết tất cả những cái lịch sử từ từ đó, nó có từ cái chuyện mà từ đầu mà diễn ra cái câu chuyện đó. Có một số người người ta quay xe, và kể cả những cái người đang có trong tay những cái tư liệu thì người ta lại giống như là người ta đưa ra lại được những cái bài viết, những cái tư liệu á. Thì trong đó Yến có đọc được một cái Yến có đọc được một cái gọi là cái list, Yến lại đọc lại cái thôi chứ lúc trước thì mình cũng đọc rồi, là cái list mà trên mấy trăm show diễn á mọi người, nó rất là khủng khiếp mọi người ha. Đây là Yến cho mọi người xem, Yến 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 mở cái này cho mọi người xem, đó là cái show diễn á, nó dày đặc luôn mọi người, nó dày đặc khủng khiếp luôn. Thì thành ra nó hỏi mọi người chứ làm sao mà không có cái chuyện mà ngồi đâu ngủ đó được hả mọi người. Cái chuyện mà ngồi đâu ngủ đó nó phải nói là rất là kinh khủng, là do một cái đứa trẻ nó tuổi ăn tuổi lớn mà nó phải bị cày sức tới như vậy, đúng không mọi người? Nó bị tận dụng, nó bị vét, bị tận dụng tới tận cùng luôn. Mà bây giờ có một cái show là ví dụ như nó chỉ đưa mình chỉ coi được cái hợp đồng đơn giản thôi ha, một cái hợp đồng đơn giản thôi, là ví dụ như bữa hôm đó biểu diễn hôm đó là 20 triệu thôi mọi người, 20 triệu thôi. Nhưng mà thực tế ra không có cái họ không có ai mà đi biểu diễn mà không có tiền hết á. Cho nên càng mình nhìn, mình ngồi mình nhớ lại những cái chuyện mà em nó đã đổ bao nhiêu là công sức ra để giúp cho cái bọn kia nó kiếm tiền, nó coi như là nó khai thác tới tận cùng, nó khai thác tận cùng, và nó bòn, nó rút tới tận xương tủy luôn của thằng nhóc, đúng không mọi người? Thành ra mình nói nó ngồi nó ăn của người ta, cuối cùng rồi nó có động lại được cái gì không mọi người? Đến nỗi mà thằng nhóc đó, mình ngồi mình đọc thì mình cũng thấy, nghĩa là tác giả này viết cũng rất là hay hả, tác giả đã viết rất là hay ở cái chuyện rằng là diễn tả ra được cái những cái bộ cái gọi là cái giấc ngủ ngồi của em đó, ngồi tới đâu là dựa tới đó, tại vì nó quá sức mệt mỏi, thi cử cũng phải ngưng để đi diễn, coi như đi diễn xong là chạy về trông em này kia kia nọ đủ thứ hết cả. Nó khai thác sức lao động của cả một gia đình, ai có làm được cái gì là đều giống như ai giống như hồi xưa mà kêu bằng toàn quốc kháng chiến á, kiểu vậy. Còn đây là toàn gia lao động mọi người đó, coi như là toàn gia phải phải bán coi như là bán mình, giống như là dạng bán mình á. Mà ngày xưa bán mình thì còn đem được một số tiền về, còn đằng này là bán mình còn phải đặt cọc nữa. Có một con mẹ kia nói rất là, phải nói là mình nói rất là dốt, vô nói là em nó nói rằng trời ơi, tự dưng quê lên cho ăn cho ở cho nhì kia là may mắn lắm rồi, lại còn đòi tiền lương. Ủa vậy thôi sao bây giờ sao 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 mẹ đó không chịu đi qua bên nhà đây cho ở đi, nó cũng đang cần người làm á, chứ bây giờ nó đang bị hụt người mà đi đâu đi, không mấy là làm là không mấy là đi qua đây làm người làm cho thôi đừng có nói đi đi xa xôi đi, thiếu gì người bây giờ bốt lên, bây giờ là muốn kiếm một cái chỗ nào đó mà đi làm mà chỉ cần nuôi ăn nuôi ở thôi, khỏi cần lương, để coi có ai, coi như có bao nhiêu người cần, để thế đời thế giới này không có ai mà đi làm mà không cần lương hết trơn á. Mà có điều á hả, là bốt như vậy có khi mọi người lại 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 sợ rằng là những cái đứa nó gian, nó vô trong nhà nó không cần lương, mà thực tế nó đi vô nhà để nó tìm cớ nó bước chân vô nhà chẳng hạn. Chứ không có ở đâu, không có ai mà đi làm mà không cần lương, mà đi vô nhà người ta ăn ở cống hiến hết tất cả không có đồng lương, mà lại rất là thật thà. Kiếm được một người như vậy không phải dễ mọi người nha. Thế thành ra là như anh hồi đó là có cái lần mà ông Duy Mạnh đó, ông cũng ngồi ông cũng nói rất là chính xác luôn mọi người đó. Ông ngồi ông nói gì nè, trong cái bối cảnh đó đó thì anh Duy Mạnh anh mới nói một câu nghe cũng rất là hay,
mình thực tế thôi. Ông này ông được cái ông nói thẳng, ông nói thôi mà thẳng mà thật ha. Người ở quê họ gặp nghệ sĩ họ dễ bị choáng ngợp nên dễ bị dê dắt. Nuôi một thằng mà nó biết kiếm tiền và làm lợi cho mình, bố mẹ nó làm ô sin cho mình, tiền thưởng của nó thì mình giữ. Nuôi thế thì anh nuôi 100 đứa cũng được. Em nhớ này, kiếm người giúp việc tin tưởng làm trong gia đình rất là khó. Mà bố mẹ này làm cho BN quá là tin tưởng. Vì con họ cũng đang đi hát cùng BN. Nói gì thì nói, BN đang hưởng lợi từ họ rất nhiều. Đúng không? Cho nên mới có chuyện, coi như là mới có cái chuyện rằng là nó đi đâu, nó ngồi đâu là nó ngủ đó, nó ngồi đâu, nó ngủ đó. Mất hết toàn bộ sức lực luôn mọi người ha. Rất là tệ. Nhiều khi mình ngồi mình nghĩ con cái của mình đương nhiên mình sẽ không bao giờ mình để như vậy. Nhưng mà tại sao một số người fan của bên kia họ vẫn cho rằng cái chuyện đó là cái chuyện ban ơn, mà họ không bao giờ họ nghĩ rằng là con của họ vô trong cái hoàn cảnh nếu có ai đó khai thác con của họ theo một cái kiểu như vậy thì họ có chịu hay không. Cũng may là có một số người người ta cũng đã dần dần quay xe sau cái sự cố mà nợ nần này. Mà ở đời ha, của thiên trả địa hết mọi người. Người ta nói đồng tiền nó có lỗ xỏ. Tiền kiếm bằng mồ hôi nước mắt thì nó mới động. Còn tiền mà đi đi mà coi bằng coi như là lấy coi như là tay không mà lấy của người khác, lấy của người khác một cách khơi khơi như vậy. Không có bền. Nếu mà bền á, nếu mà bền thì nó đã giàu có lắm rồi, nếu mà bền thì nó đã sung túc lắm rồi. Tại sao ở với một ngôi sao hạng A mà tới bữa nay lại tệ tới như vậy? Bên này bên kia đang tìm cách để tẩy trắng cho nó, nhưng mà cuối cùng mọi người thấy không, quả báo mà. Một nhóm của nó là ba người, bây giờ mình tạm thời mình coi như là cái ekip nó bây giờ ba người, bốn người đúng không mọi người? Bốn người thì trong đó nghiệp quật hai người rồi. Còn một người thứ ba đã nêu tên cũng trong vòng nợ nần, và người thứ tư đang cố gắng tẩy trắng cho mấy người kia, hoặc là nó đang tìm cách nó đổ cho người này để nó gỡ cho người kia vì ý đồ gì mình không biết. Mà tại sao khổ tới mức độ phải đi mượn tiền này kia cái nọ? Người bình thường không có ai cần phải mượn tiền hết mọi người. Người bình thường coi như là buôn bán này kia, đồng ra đồng vô là đủ sống rồi, không ai phải đi mượn tiền hết. Mượn tiền là khi nào mà cơ bằng nó đã đi tới cái đường cùng mới mượn tiền. Mà một khi đã đi tới đường cùng có nghĩa là cuộc đời rất là tệ. Sống sao để cho mà đang buôn bán, đang thoải mái, đang kiếm ăn này kia nọ, một cái ngôi sao hạng A như thế mà lại đi đi tới cái bước đường cùng phải chống chui chống lủi. Chả phải là ngày xưa nó ỷ y à. Nó ỷ y rằng là có cái ngôi sao đó cho nên rằng là bây giờ cứ như vậy đi, xong rồi đi hát thì có bà kia bà sẽ gánh, bà sợ tai tiếng hay gì đó bà sẽ gánh, hay rằng là tại vì giống như là cùng chơi một ekip với nhau chẳng hạn vậy, đúng không? Rồi lợi dụng tên tuổi của nhau để người này bơm người kia lên chẳng hạn. Là có thằng nhóc đây nè, nó đi nó hát nè, tiền của nó là tên như nó là cây ATM, ai ai dè là trời bứng một phát ra đi hai cây ATM luôn, chới giới chứ sao mọi người, chới giới ha. Một một thằng đầu sỏ đã đi rồi ha, còn ba đứa còn lại là đang cũng đang coi như là đang ngáp ngáp. Thế thì cái mình sống mình buôn bán nhỏ và mình kiếm tiền rất là nhỏ, nhưng mà mình vẫn tồn tại được là tại vì tiền của mình là tiền riêng, tiền của mình là tiền mồ hôi nước mắt, tiền mình kiếm từng đồng từng cắc cho mình biết quý trọng, mà mình hiểu được cái cực khổ của người ta đi kiếm tiền. Còn nó cũng kiếm tiền nhưng mà nó kiếm tiền gian, cho nên rằng là nó cứ lấy được của ai thì nó cứ lấy thôi, cho nên cuối cùng là của thiên trả địa. Nó khai thác và tới sức lao động của người khác một cách tận cùng. Người đó một cái đứa bé mà mình ngồi mình coi nó đi diễn, nó đi nó trả lời phỏng vấn ở cái báo mà VN Express đó. Nó bận cái áo jean đó mọi người, xong rồi mọi người xúm vô, nó ngồi nó bắt chân lên cái ghế, xong nó ngồi nó đeo cái headphone nó hát cái bài giọng bài bà Năm á, cái giọng nó cao vút lên dễ thương ơi là dễ thương. Nó ngồi xong rồi nó ngồi là nó gục nó muốn ngủ luôn vậy đó, nó dễ thương quá trời mọi người ha. Mà nỡ lòng nào đi khai thác nó tận cùng, và sau đó là những ngày triền miên kiếm được tiền, tiền mà cơ bằng tiền đổ 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 vô,
Có lẽ nó ngày đó tụi nó ngồi với nhau và tụi nó nói với nhau rằng chúng mình khôn quá đi, công nhận chúng mình khôn thật đó. Chúng mình quá khôn cho nên mới chụp nhanh được cái thằng nhóc này, để cuối cùng để cho nó đẻ trứng cho tụi mình ăn mỗi ngày mỗi ngày, không coi như là khỏi cần, coi như là ngồi đó thôi mọi người ha. Đó, công nhận là tụi mình khôn ghê. Nhưng mà thường á, nó ngộ lắm mọi người. Yến nói một chút xíu về về tử vi lý số một tí nha mọi người. Cái người mọi người cứ nghiệm đi ha. Bây giờ những người mà sống mà lương thiện, ai cũng sẽ ngạc nhiên một điều, tại sao tôi xưa giờ tôi chưa có bao giờ mà lừa ai, lọc ai. Tôi sống mà cơ bản tôi rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng luôn. Nhưng khi tôi có chuyện, tôi đi mượn tiền, không ai cho mượn hết trơn, không ai cho tôi mượn hết trơn. Nhiều lúc kẹt không biết sao, cuối cùng cứ phải tự xoay, coi như cứ cuối cùng là chấp nhận như vậy mà sống thôi. Có đi mượn cũng không, người ta không có cho. Mọi người nghiệm một cái chuyện đó giùm Yến đi, không phải ai cũng có số đi mượn tiền và không phải ai cũng mượn tiền mà người ta cho đâu mọi người. Đó là số phận. Mà ác ôm một cái đứa mà nó mang cái máu lừa đó, thứ nhất là kỹ năng của nó, kỹ năng thuyết phục của nó rất là cao. Thứ hai là nó làm rất là bài bản, và nó có kịch bản có này có nọ hết, và nó nói như thế nào nó không biết, để người ta phải dâng hai tay giơ cho nó, trao cho nó. Nó nghĩ rằng ô cho mình khôn quá, sao tại sao mà cái đám kia nó ngu quá, mình nói một cái là tụi nó cúng hết tiền cho mình. Hí hửng, mình trời, khi mà cần một cái là mình nói một cái, mình đi ra đường mình nói vài câu thiên hạ nó cúng tiền cho mình. Nhưng mà mọi người ơi, mình phải nghĩ một cách rất là sâu. Mình nghĩ sâu hơn một chút xíu ở đâu? Ở cái chuyện rằng là tại vì Yến là hay chơi cái hệ tử vi tâm linh, cho nên tất cả mọi vấn đề Yến đều nhìn ở dưới cặp mắt của số phận nha mọi người. Tụi nó bị ông trời thử thách, chứ không phải là tự nhiên mà nó được cái quyền đó đâu. Ông trời ổng biết cái đứa này nó, ông trộm đã biết cái đứa này nó có cái tính gian, nhưng mà ổng luôn luôn cho những cái đứa gian này một cơ hội cuối cùng. Một cơ hội cuối cùng, nó giống như là một cái bức tường ngăn mỏng giữa tồn tại và sụp đổ, giữa thiện và ác. Bây giờ cho là nếu bây giờ á, tao cho mày, tao trao cho mày một cái phương tiện như vậy, thì mày chọn đi lừa người ta hay là mày chọn lương thiện? Thì nó sẽ, những cái đứa này nó không chống lại được cái cám dỗ đó, thì nó phải nghiêng về cái phía gọi là không lương thiện. Những người mà cuộc đời của người ta thong dong thì cuộc đời người ta không có bị mắc nợ. Là tại sao đi mượn nợ không ai cho mượn đó, đi mượn nợ không có cho. Thành ra là khi mà những cái đứa đó nó mượn, người ta cho mượn rất là dễ, cuối cùng nó bị rơi vô cái dòng luẩn quẩn cái nợ. Còn mình mượn ai cũng không được, cho nên mình cả đời cũng chả mắc mắc nợ luôn. Mà người ta có cho mình mượn, người ta cũng cho mình mượn thôi. Bây giờ ví dụ mình mượn 50 triệu chẳng hạn, ok ta cho mày mượn đỡ 10 triệu chẳng hạn vậy, còn 40 triệu mày tự mày xoay đi đó, ví dụ vậy. Nghĩa là cuộc đời mình nó không có vướng vô nợ nần, mình không có ở những cái cách cục gọi là đi lừa người khác, mình không bao giờ phải vướng những cái thứ mà phải mất mặt hay cái gì chẳng hạn ha, thì sẽ không bao giờ có chuyện phải mượn ai một cách đơn giản dễ dàng vậy. Đi mượn nợ là một cái chuyện vô cùng khó khăn, mà mình cũng ngượng nữa, mình sẽ không bao giờ mình làm được cái chuyện đó. Cho nên cuối cùng mình cứ trơ trơ ra, có chuyện mình tự mình chèo chống, cuối cùng là nó cũng qua rồi, tiền nó cứ tích lũy dần lên. Còn những đứa mà nó đi mượn nợ ngộ lắm, không biết sao nó đi giật tiền của người ta, nó đi nó cướp của người ta, cuối cùng càng ngày càng lụng bại, mặc dù nó tay không bắt giặc. Thực ra nó là thử thách của ông trời đó mọi người, thử thách rất là kinh khủng luôn. Tôi cho mày một cái cám dỗ ở đó, mày có chịu đựng được cám dỗ hay không? Và khi mà mày không chịu đựng được cám dỗ, mày nghiêng về bên đây, thì số phận đúng với số của mày rồi. Nhưng tao cho mày một cách để mày cải số, cải ác tòng thiện, nhưng mà nó không có đi được cái cách bên đây, nó đi nó nghiêng về bên đây, cuối cùng nó sa chân vô bẫy.
giống như mình câu cá mình phải có cái miếng mồi á, giống như là mình muốn bẫy thú thì mình phải đặt cái gì đó lên trên cái bẫy chẳng hạn, câu cá là phải có vô trong cái lưỡi câu một cái con mồi. Vậy thì con mồi là cái gì? Con mồi chính là những cái người mà người ta đang gặp vận hạn xấu, nhưng người ta đang gặp vận hạn xấu nhưng người ta lại là có một cái sự gì đó mình gọi là quý nhân đi ha, quý nhân. Khi người ta gặp vận hạn xấu thì tự nhiên hoặc là người ta phải chấp nhận mất cái số đó, hoặc là cái người đó, người có những người ví dụ như cái số xấu thiệt, xấu tới tận cùng thì mất xong rồi thì thôi không nói, nhưng mà mất có những người á, mất xong thì tự nhiên mọi chuyện nó hanh thông, là tại có đứa nó nhào đầu vô nó đỡ rồi, tại vì cái con cá nó đớp cái miếng mồi rồi, con cá nó đớp cái miếng mồi để làm gì? Để nó cứu giá cho cái người đang gặp vận hạn xui mà là quý nhân. Tại vì bất kể con người nào cũng vậy thì một lá số vẫn phải đi qua 12 cung. Có cung tốt, có cung xấu và luôn luôn có những sát tinh và có những thiện tinh. Có những gọi là những cái gọi ngôi sao, những cái ngôi sao gọi là sát tinh ở đó. Thì khi mà cái hạn nó chạy vô cái ngôi sao sát tinh đó thì họa sát thân hay là họa về tiền bạc. Vậy thì sát thân là cái gì? Đi ra ngoài đường có chuyện, tai nạn đủ thứ, bệnh hoạn này kia. Cho nên người ta nói của đi thay người là như vậy đó mọi người. Tự nhiên có một cái con cá nó nhào vô đớp cái miếng mồi. Cái miếng mồi đó nó là cái gì? Là tai nạn của cái người quý nhân đó. Tai nạn của cái người gọi là người quý nhân. Ông chợm thả cho cái miếng mồi đó. Mày chọn bình yên hay là mày chọn làm cái con gọi là làm chọn là cái con tốt. Một cái con tốt hoàng nhào ra chắn cái nạn cho cái người kia. Đớp cái con cá đi, ăn cái miếng mồi đó đi. Để làm cái gì? Tại vì người ta đang ở hạng xấu, kiểu gì cũng phải mất. Mất mạng, mất sức khỏe hay là mất tiền, hay tai nạn hay cái gì. Nếu cho chọn, Yến sẽ chọn mất tiền. Nếu cho chọn, Yến sẽ chọn mất của, có thể làm lại được. Nhưng mà mất mạng là mất tất cả, mất sức khỏe còn mất nhiều hơn. Đau đớn nó còn không biết bao nhiêu, khi mà mình bị đau á, mình sẽ ngồi mình nghĩ giá như bây giờ mình bị mất tiền để đổi được cái đau đớn này. Ví dụ vậy. Thì nó cái đứa mà nó gian á, giống như nó nhào đầu vô nó cắn cái miếng mồi mà của ông trời ông trao ra. Tôi cho mày đớp cái này để mày gánh cho cái người này chẳng hạn. Còn nếu mày không đớp thì mày không phải làm cái chuyện gánh đó đâu. Mày đi về cái ngã bên đây. Thì cái người này người ta sẽ có những cái người khác ham mồi, những cái con cá khác ham mồi nó vô nó đỡ nhưng không phải là mày. Nhưng mà mày nhào vô mày đỡ thì vô hình chung mày đỡ cho cái người đó. Cho dù là quý nhân thì vẫn phải trải qua cung bậc của 12 lá số. Cho dù là quý nhân thì vẫn phải có những ngôi sao sát tinh nó nằm rải rác trong những cái vận hạn. Mọi người hiểu không? Yến nói như vậy. Có những cái ngày á, Yến ngồi Yến nói cho mọi người nghe, tại sao mà người ta gọi cái ngày, người tại sao người ta nói là cái ngày giỗ, là ngày giỗ kỵ mọi người, là ngày giỗ kỵ. Là tại vì trong cái lá số tử vi á, nó sẽ có hạn năm, hạn tháng, hạn đại vận 10 năm, tiểu hạn 1 năm, tháng, ngày, giờ. Thì cái ngôi sao mà ngôi sao kỵ đó, nó sẽ chạy vòng 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 vòng. Và trong khi mà mình ngồi mình xét một cái cung nào đó đó thì mình sẽ phải tam phương, tam hợp, lục hại, nhị hợp, tất cả mọi cái tổng cộng mình phải xét, ít nhất là phải những tất cả những xung cung, những xung với nhau nó đi nó ấy, nó liên tục với nhau, mình phải xét một dãy hết. Và tự nhiên có cái ngôi sao hóa kỵ, hạn tháng có một cái kỵ, hạn năm có một cái kỵ, rồi bản mệnh có một cái kỵ chạy vô thì nó chiếu qua cung an thân luôn. Và ngày giờ tất cả ở đâu cũng thấy, tự nhiên ngày giờ tự nhiên nó trùng hợp, kỵ trùng trùng điệp điệp luôn. Càng nhiều kỵ thì cái ngày đó sẽ trở thành ngày giỗ kỵ. Mọi người có tin rằng là Yến đã từng trong cái năm nay Yến đã từng rớt vô ít nhất 2 lần toàn bộ nguyên một dàn sao. Yến có 5 ngôi sao kỵ, 5 ngôi sao kỵ mà hoàn toàn Yến thoát nạn một cách ngoạn mục luôn.
ai đã đỡ cho Yến, Yến không biết, cũng cảm ơn ông trời đã thu xếp cái chuyện đó cho Yến. Có lúc á, Yến đứng khựng lại, những cái xe nó thắng cái két lại, Yến đứng khựng lại mà có bằng cái mặt ngơ ngác luôn. Đó là trước cái ngày mà Yến đi về Việt Nam, trước ngày Yến, trước cái chuyến bay Yến đi về Việt Nam hôm sau ngày 6 tháng 8, thì Yến bay ngày 4, thì ngay ngày 4 là có một cái sự kiện mà khiến cho Yến cơ bằng đứng chết chân luôn tại chỗ. Cơ bằng không tin nổi luôn là tại sao lại là thoát một cách ngoạn mục như vậy đó mọi người. Một cái két lại luôn. Hoàn toàn là mình ngồi mình nói đây là ai đang đỡ cho mình đây mọi người ha. Thành ra đôi khi mình nói cái kẻ gian đó, nó chỉ là một cái con cá ăn mồi, nó không hề biết cái miếng mồi nó ngon quá mà mọi người. Cái con cá mà nó sống cuộc đời, mà nó sống thọ cho tới khi mà nó tự sinh tự diệt. Cái mình nói cũng có thể là có những con cá nó sống thọ phải không, nhưng mà thôi mình đừng có nói là cá lớn nuốt cá bé đi, mình không nói, cái đó là cuộc sống của đại dương. Nhưng mà trên nguyên tắc những con cá nào cắn mồi thì đều là những con cá tham, là những con cá cắn mồi thì nó mới chết. Chứ còn nếu nó không cắn mồi thì nó không bao giờ xảy ra cái chuyện đó mọi người, sẽ không có bao giờ bị câu lên. Ai câu là thượng đế. Mình nói mình dùng Yến không phải là đạo đạo Chúa, nhưng mình dùng cái chữ thượng đế cho nó chung chung, cho nó dung hòa giữa tất cả các đạo. Tại vì đạo nào thì nó cũng có những cái nguyên tắc, gọi là cái nguyên tắc là bàn tay, một cái bàn tay vô hình điều khiển tất cả mọi sự việc. Tại sao tụi nó đi rơi vô cái ngày này, tụi nó rơi vô cái ngày tháng này, chẳng qua là vì tụi nó đã phải đớp một cái miếng mồi. Mình cứ ngồi mình nghĩ rằng là tại vì em nó đã trải qua những cái ngày tháng đó, biết đâu là nếu không bị mất tiền em nó sẽ mất nhiều hơn mọi người. Nhưng mà cuối cùng là chỉ là mất tiền thôi, mất tiền thôi, nhưng mà sau đó là vũ bùng đứng dậy sáng loà, rất là ổn luôn. Bây giờ bay cao, bay xa, giữa một cái nguồn tin rằng là giữa một cái mọi người đang tất bật để chuẩn bị quà cáp sân khấu thì sáng rực lung linh đến bao nhiêu, là mọi người cơ bằng tới mức độ quá tải luôn đó, quá tải luôn, coi như là fan nô nức bay. Mọi người có tưởng tượng bay ra Hà Nội từ bên Mỹ bay về, từ bên Úc bay về, chỉ có không cái bà ở bên Nhật bữa nay bà không có bay về thôi, chứ bà mà có dịp bà cũng bay nữa, bà cũng ghiền dữ lắm luôn rồi, mà bà bên Nhật bữa nay bà không có bay. Hả? Trong khi đó, khi mà một đằng thì đi lên và một đằng thì đang chốn chui chốn nhủi, hai cái hình ảnh tương phản cực kỳ hay. Cũng cảm ơn ông trời đã thu xếp những cái ngày tháng mất mát đó coi như một sự bù đắp. Cái miếng mồi đó mày đớp đi, mày đớp để mày gánh nạn, gánh này gánh nọ đi. Cái giá phải trả nó vô cùng lớn mọi người. Ý nghĩ rằng là cái giá để phải trả vì ham miếng mồi quá lớn. Ham miếng mồi quá lớn mọi người. Đó là một cái mình nói là một bàn tay vô hình đã thò miếng mồi xuống. Ai đứng ra đỡ đạn cho cái người này? Không ai giơ tay hết. Thì có cái người đó nó nhào tới nó giơ tay. Ô, tôi gánh nạn cho, tôi đỡ đạn cho. Vậy thì mày đớp miếng mồi đó đi. Hầu như mọi người biết không, những đứa lừa đảo nó đều có cái kỹ năng siêu việt. Nó nói một cái người ta đưa tiền, nó nói một cái là người ta thế này thế nọ. Trời ơi, nói thiệt nha, mình mượn tiền còn khó, chứ đừng có nói mà kêu người ta cúng tiền cho mình, không có đâu. Ví dụ như bây giờ Yến đi bán hàng, nói thiệt chứ một món hàng vài trăm ngàn người ta đã cơ bằng người ta so giá lên, người ta so giá xuống, và người ta chỉ cần mắc hơn một chút xíu thôi, người ta đã có thể sẵn sàng quay lưng với mình. Chứ đừng có nói cái chuyện mà ai mà cho không mình một cái đồng cắt một xu nào, không có. Nói thiệt, rất là bây giờ thời buổi bây giờ là cạnh tranh mọi người. Sơ sẩy một chút xíu thôi là mất khách. Người ta không cho không mình một đồng cắt nào hết trơn. Nhưng mà tại sao nó lại có thể nó hưởng một cách, mình nghe nói tới những cái cú lừa tiền tỷ cả trăm tỷ này kia nọ, sao mà nó dễ dữ vậy hả mọi người? Nó quá dễ dàng luôn.
Vậy thì cái miếng mồi nó nằm ở chỗ nào? Miếng mồi đó rồi cái giá của nó phải trả là như thế nào đây? Nó ngồi nó hưởng cái 100 đó, nó hưởng bây giờ nó cũng đã ở một cái mức gọi là nó không còn. Mà phải chi nó lấy cái 100 đó nó đi mua miếng đất, nó mua cái biệt thự, nó mua cái này cái nọ kia. Thì trong lúc nó mua như vậy nó sẽ tranh thủ là đất nó lên, thì nó lấy ví dụ như Yến nói ví dụ đi ha. Thì cái miếng đất nó lên giá rồi kia nó tranh thủ nó bán nó lấy lời rồi kia nó trả lại vốn cho người ta cũng được. Nhưng mà hầu như là những cái đứa đó nó lấy tiền xong nó làm trò gì mình không biết. Không hiểu nổi tiền đi đâu về đâu luôn. Cuối cùng khi bị phát hiện ra đều là tay trắng. Không có xu ten nữa chứ mọi người. Ngộ vậy. Ông trời ông hay. Ông để cho những cái đứa đó nó có những cái tính cách rất là quái đản. Để cho cuối cùng nó không tích lũy được cái gì sau bao nhiêu cú. Nó ăn thậm chí nó ăn gọi là ăn gia sản của người ta luôn, nó vẫn không tích được một cách nào đó. Nó ăn gia sản của thằng nhóc nhà mình đó, đúng không? Coi như kiệt quệ luôn, đi ra mà đến mức độ cái vali đựng đồ cũng có phải bỏ trong thùng giấy mà mọi người, thê thảm đến mức độ vậy. Mà nghe đồn là bỏ đồ trong cái thùng giấy khệ nệ bưng ra đó. Nó trắng trợn tới mức độ nó trắng trợn vậy, nó tàn nhẫn vậy. Cuối cùng hậu kết quả là sao? Đi ra rồi thoát nạn. Và từ đó trở đi cái đám bên kia chìm dần chìm dần chìm dần. Tại vì cái đó tới đó nó đã là đỉnh điểm rồi mọi người, chưa đỉnh điểm nữa. Sau khi rời như vậy lại còn tiếp tục một năm trời rủa xả thằng nhỏ, tìm cách để mà hại nó. Nói cho cái nếu mà cái thằng đó mà nó ngồi á mà nó nghe được những cái clip này, nó tình cờ nó nghe, nói thẳng cứu vãn được, trả lại du tiếp cho thằng nhỏ đi, sống có đức lại đi, thì cái hậu hoạn nó sẽ dễ, nó sẽ đỡ hơn. Ít nhất nó còn có gọi là có thành tâm, có sự thành tâm cứu, coi như là có sự thành tâm để mà gọi là giải quyết hậu quả. Chứ còn nếu mà cứ buông như vậy hoài, cứ cố bám cái ác của mình thì cuộc đời còn chìm dần hơn nữa, đúng không? Phải tự suy nghĩ đi. Tại sao tiền người ta kiếm khó mà người ta tích được, mà tại sao tiền mình kiếm dễ mà không tích được? Tại sao không nghĩ rằng là có một bàn tay nào đó từ trên trời xuống đã can thiệp vô cái sự để cho mình đi tới ngày hôm nay chống chui chống lủi vậy? Đó là cái sự trả giá, là luật trời á. Bớt một chút, bớt ác với thằng nhỏ. Bây giờ vẫn còn ác, bây giờ vẫn còn ác, vẫn cố bám không có đâu xa đâu. Mới cái show mà ngày 6 tháng 8 thằng nhỏ vừa nhả ra cái Facebook ngay lập tức hack liền đó. Ác thì phải trả giá thôi mọi người. Giá như mà biết buông, biết bỏ cho người ta, biết nhẹ tay một chút thì đời đã nhẹ tay cho mình. Nhưng mà không, không như vậy đâu. Bây giờ kêu là ôi nó hiền lắm. Hiền nào mà đi có ý đồ hại người hả mọi người. Nó hiền, nó lành lắm. Nó nói chuyện còn lắp ba lắp bắp mà. Nó hiền quá trời. Ủa đâu ra một cái thằng hiền mà chặn hết mọi đường sống của người khác mà là hiền sao hả mọi người? Ủa muốn viết kịch bản làm sao là viết hả? Ok cứ viết đi rồi tao ngồi tao coi sân khấu, tao ngồi tao coi. Cứ viết rồi tao ngắm tao coi. Dù sao cũng là kịch miễn phí mà mọi người. Chỉ tội cho thằng nhỏ nó đã phải trả giá thôi, chứ còn tụi mình ở đây đều là đang coi miễn phí, cười vô mặt nó mà. Cứ nghĩ rằng là cứ 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 nghĩ rằng là diễn trên sân khấu, người ta ngồi đằng trước sân khấu mà cứ tưởng rằng là mình đang đóng diễn đời thật không à. Mình đang diễn mà cứ nghệ sĩ đang diễn mà cứ tưởng là người ta không biết mình đang diễn á, ngộ ghê á. Mãi cái hôm tháng 8 mà nó vẫn còn đi, nó phá cái fanpage của thằng nhỏ. Nó hiền chỗ nào? Không có người hiền nào mà chặn đường sống của người ta hết trơn. Không có người hiền nào mà truy đuổi người ta tới tận cùng. Giỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đúng đó, cái câu đó đúng đó. Móng tay nhọn ở đây không phải là người đời mà là luật trời. Người đời thua rồi. Tụi tao thua, tụi bay hết trơn. Tụi bay dữ quá, sợ quá. Tới khi mà tụi tao bó tay hết rồi là bắt đầu tới một cái người, một thế lực nào đó ra tay chứ. Nó hay lắm. Cho nên nói là sống mà ở đời mà vô thần kiểu đó. Cần kêu là cái
thằng đó nó hiền, nó có tâm linh dữ lắm, dân tâm linh mà thật thứ thiệt á, không ai làm trò đó chứ. Một khi mà đã tin tâm linh rồi, người ta sợ lắm, người ta biết sợ mà, người ta không làm ác lắm. Chỉ có những kẻ tâm linh lừa đảo, nó mượn cái tâm linh để kiếm ăn dễ hơn. Tại vì thời buổi bây giờ khó khăn, cho nên rằng là chỉ có tâm linh mới lên ngôi thôi. Càng khó khăn thì lại càng đưa những cái gọi là những cái âm binh này kia, những cái gì gọi là mơ hồ ra để hù dọa người khác thì kiếm ăn nó dễ. Đúng không? Ví dụ bây giờ một số trên mạng rất là nhăn nhãn những người người ta coi tử vi, kêu coi miễn phí nhưng mà coi hoặc coi rất rẻ, ví dụ như không có bao nhiêu hết á, nhưng mà tới khi mà coi xong là bắt đầu nó ngồi lá số tốt thì là tốt, thì nó ngồi nó vẽ cho người ta là lá số này đầy tai nạn, muốn giải được tai nạn thì phải cũng phải 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 giải hạn, lại thêm một một lời mớm nữa để giúp cho thằng kia nó kiếm ăn, đó là cho rằng là cái thằng đồng bọn tẩy trắng, lại cho rằng là cái thằng hiền lắm đó, nó tâm linh dữ lắm, nó đi nó gỡ bùa gỡ này kia, nó giỏi lắm. Vậy thì một số người nghe cái đó, người ta đang bị vướng, người ta làm ăn nó khó khăn, người ta lại nghĩ cái thằng nó ok bây giờ nó giữ nó diễm được, nhưng mà nếu mà nó biết cái đó thì thôi nhờ nó gỡ cho mình, mà gỡ chả lẽ miễn phí không, mọi người lại thêm một cái cửa để cho thằng đó nó làm ăn. Người tâm linh thật sự không ai làm như vậy, người tâm linh thật sự không có muốn kiếm tiền bằng chuyện tâm linh nữa chứ thằng khác. Tại vì người ta biết một khi cặp mắt âm mở ra là cặp mắt dương sẽ khép lại hoặc là mờ đi, cho nên rằng là đó là một cái lý do tại sao mà người tâm linh thực sự người ta không làm cái chuyện như vậy đâu mọi người ha. Nên là mình ngồi mình coi từ một cái bài thơ nó ra nhiều cảm xúc lắm mọi người đó, cho nên rằng là để cho một cái đứa bé mà khai thác đứa bé đến tận cùng thì ngày hôm nay đã phải trả giá một cái giá cực kỳ đắt. Và câu chuyện sẽ không bao giờ dừng lại tới đây đâu mọi người, sẽ còn nữa, chỉ ngoại trừ khi buông dần khắc phục hậu quả, buông bỏ bớt cái ác của mình đi, tha cho người ta một con đường, chính là mình tha cho mình một con đường. Đừng bao giờ dồn ai tới đường cùng. Người ta nói tha cho người chính là tha cho mình. Khi mà không phải là mình nói, nếu mà mình nói mình tha tha cho kẻ ác á, thì là có lỗi với công lý, với kẻ ác là phải dứt khoát phải diệt cái tận cùng, nhưng vì miếng ăn vì cái mối lợi của mình mà dồn người khác tới tận cùng thì lại là sai. Cho nên đừng có nói rằng là tại sao mà không không pháp luật lại phải có những cái án cao nhất này kia chẳng hạn. Tha có những đứa không được phép trở về hòa nhập vào xã hội loài người mọi người. Những cái đứa mà buộc phải loại bỏ thế giới ra khỏi thế giới con người đó, loài người án cao nhất, phải dí nó tới tận cùng. Còn những cái kẻ ác lại đi muốn lấy đi cái gọi là cái lại đi muốn dồn người lương thiện tới tận cùng thì cái ác cũng sẽ phải trả giá mọi người. Mày dí người ta dí mày chứ làm sao, bộ mày nghĩ là chắc là thiên hạ người ta hiền, nó hiền nhưng mà fan nó không hiền đó. Cho nên ngày hôm nay tất cả đã được phơi bày hết, một cái dãy domino đổ rập 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 rập, một cái ekip có 4 người mà trong khi đó một người đã đi đi xa, và đi xa anh đi xa quá, anh đi xa em quá, em đi xa em quá, bài hát đó, đó em đi xa anh quá, xa lắc xa lơ, và 3 kẻ còn lại thì sức bất sang bang trong nợ nần và trong những cái tiếng xấu giật nợ chống chui chống nhủi và giật nợ chiếm đoạt sa đoạt. Cuộc đời nó đi tới cái đó, nó đi tới cái ngưỡng đó luôn á mọi người, là hiểu được cái luật trời rồi chưa. Không biết Yến nói như vậy có thể là sẽ bị ghét, bị này bị nọ hoặc là hăm dọa Yến này kia, nhưng mà nói thẳng là bây giờ có hăm dọa Yến thì Yến rất là sợ đó. Nhưng mà Yến vẫn tin
Nếu pháp luật không can thiệp được thì đành phải nhờ một bàn tay nào đó vô hình đỡ giùm cho Yến thôi. Nếu số của mình nó đi tới một cái ngày đó là số phận thì đành phải chịu. Nhưng mà ví dụ nếu mà Yến vẫn tin là lá số Yến có quý nhân, Yến vẫn tin là cuộc đời Yến có quý nhân phò trợ. Nếu một mai mà có gặp một cái chuyện gì đó từ những cái gọi là những cái kẻ mà xấu như thế đó, vì mình nói những câu làm cho họ khó chịu, mặc dù mình nói đúng chứ không hề nói sai, mặc dù mình đang chống lại cái ác, nhưng cái ác nó mạnh quá, hay nó đang còn mạnh đó, nó còn đang ấy, nó dùng cái thế lực của nó để nó chèn ép mình, nó làm cái chuyện gì có hại cho mình. Thì thực sự cái quan điểm của Yến vẫn là vậy, số thì phải chịu. Thực sự là tai nạn hay là bị hại hay bị hãm hại hay cái gì cũng là cái số, và cũng là một cái gì đó để kẻ thì bị cái này, người thì bị cái kia, chứ đâu có bao giờ có cái chuyện mà người bị cái này mà người kia được yên ổn mà mọi người, không bao giờ hết. Thành ra cho dù Yến cũng rất là sợ, cũng bị hăm dọa rồi mà mọi người, nhưng mà có điều Yến nghĩ trong bụng, phó mặc cho ông trời, số mình tới đâu mình được đỡ tới đâu đó. Mà mình thì mình thực sự mình không mong là ai đó dồn thằng nhóc tới đường cùng, hay là dồn những người ví dụ như như Yến vô đường cùng. Chẳng qua Yến chỉ ngồi Yến nói cái thực tế thôi, Yến ngồi Yến nói lên số phận, Yến ngồi Yến nói thực tế. Nếu mà tỉnh táo bình tâm nhìn nhận lại rằng là mình được cái gì, mình mất cái gì từ cái ngày mình sang mình đoạt như vậy, từ cái ngày mình chiếm đoạt của thằng nhỏ như vậy, mình lên được bao nhiêu năm và mình xuống tới, mình lên được tới đâu và mình xuống tới cỡ nào. Lên thì lên chưa tới trời, nhưng xuống thì đã tận đáy rồi đó mọi người. Trời thì chưa với tới, nhưng mà đáy thì đã chạm đó mọi người. Cũng chưa hẳn ha, chưa hẳn là chạm đáy đâu, chắc còn nữa. Nhưng mà có người thì chạm tới sớm tầng 18 luôn rồi. Tầng 18B đó, B18. B18 là dưới B18 là dưới tầng hầm đó. Hoặc là 19, xây nguyên một cái được, tự nhiên là được ưu tiên mà. Tại sao hạng A hay cái gì đó đại khái với người nổi tiếng thì được thêm một tầng nữa, đi xuống xuống dưới luôn, cho một tầng riêng sâu dưới luôn, để VIP mà. Có người đã chạm đáy tới cái mức đó rồi, có thể, đúng không mọi người? Còn những ai chưa, những người kia đã lên được tới trời chưa? Chưa. Nhưng đáy thì đã bắt đầu là đã là xuống đất rồi, đã bắt đầu chạm đáy rồi, đã đi xuống âm rồi. Đã âm có nghĩa là đây nè, không nè. Phía trên không có nghĩa là dương, ở dưới dưới không có là âm. Thiếu nợ thì có phải là âm không mọi người? Thiếu nợ là âm chứ còn gì nữa. Ta đi xuống đáy rồi đó mà vẫn chưa nhận ra, chưa nhận ra ha mọi người ha. Tại sao mà lại cố chấp đến như vậy? Có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, bỏ bớt những cái thói hư tật xấu đi. Cuộc đời hướng tới những năng lượng tích cực tốt đẹp để cải thiện mình. Hôm nay mình lỡ làm sai thì mình phải thay đổi. Sống phải mang ơn, phải biết ơn, phải nhìn cái phải phải phân biệt được phải trái. Ai làm gì tốt cho mình phải biết ơn, nói một tiếng cảm ơn, nhìn cuộc đời cảm ơn cuộc đời. Chứ không phải là mở Facebook ra toàn chửi với chửi. Mở Facebook ra hôm nay chửi người này, ngày mai tố người nọ. Cuộc đời sao mà đắm chìm trong cái gì mà năng lượng xấu quá vậy? Rất tội nghiệp. Họ tội nghiệp mà họ không biết họ tội nghiệp, họ vẫn cứ tiếp tục bám vô cái tư tưởng đó. Mình ngồi mình thực sự mình nhìn quan sát một số người trên Facebook, mình cảm thấy ái ngại cho họ. Tại vì cuộc đời sao tội quá vậy. Thực sự mình khi mà mình ngồi mình nói như vậy, người ta nói mình dạy đời hay cái gì, nhưng mà không phải. Yến vẫn rất là muốn rằng là tại vì cuộc đời chỉ cần có thêm một người tốt thì cuộc đời nó sẽ tốt đẹp hơn một chút. Chỉ cần một người đừng bớt xấu đi thì cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn. Cho nên cho dù mình có ưa hay không ưa người ta, mình vẫn muốn người ta tốt đẹp hơn. Tại đó là cho cộng đồng chung, chứ không phải cho bản thân mình hay cho bất kỳ ai. Tốt lên một chút thì cuộc đời nó tươi đẹp biết bao nhiêu mọi người ha. Cuộc đời nó là một cái vòng luẩn quẩn, họ không nhận ra cái vòng luẩn quẩn đó cho nên họ chìm sâu vô. Cho dù có nghe kinh, nghe Phật, nghe Pháp, nhưng mà khi họ bước chân vô chùa, họ lại coi chùa là một cái nơi để họ kiếm tiền chẳng hạn. Họ lại mượn Phật Pháp Tăng để họ làm cái cớ họ kiếm tiền tốt hơn. Chứ họ đâu có nghe được lời giảng. Họ đi vô chùa với cái tâm không tịnh thì làm sao những cái lời kinh, lời kệ nó thấm vô trong đầu được. Họ vô chùa là họ chỉ ngồi họ nghĩ rằng là à mình phải tổ chức sự kiện này,
sự kiện kia để mình thu gom, mình kiếm mớ. Bước vô chùa mà tâm không tịnh thì đâu có nghe được lời của Phật. Mà Phật thì không nói, nhưng mà Phật ở trong tâm, ít nhất là cái lời, những gọi là những cái đạo đức căn bản phải nằm trong tâm mình chứ. Mà cái bước chân vô chùa mà tâm không có tịnh, thành ra rất là khổ. Thực sự Yến không muốn gây hấn với ai đâu, Yến chỉ muốn mọi người bớt một chút xíu, xã hội nó sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều. Tại vì những cái tốt đẹp đó nó sẽ đến, nó sẽ mình trao tốt đẹp đi thì cái tốt đẹp từ người khác nó sẽ đến với mình. Nó luôn luôn, nó giống như một cái vòng tuần hoàn á. Tôi tốt với người này không trả ơn cho tôi, nhưng người khác vô hình chung lại làm lợi cho tôi. Tôi mang ơn, tôi giúp cho người này, tôi không cầu họ báo đáp, nhưng người khác sẽ báo đáp, sẽ đưa cho tôi những cái cơ hội tốt. Đó là một cái vòng xoay rất là kỳ diệu. Nó gọi là vòng xoay số phận. Còn một khi nó gọi là mình gieo thì mình mới gặt, còn không gieo lấy đâu gặt. Một cái dòng luẩn quẩn. Yến ngồi yến vô Facebook yến thấy nhiều người bước, ứng dụng mình nói một ai đó bước chân vô Facebook 10 status là đã thấy chửi hết 9 người, và trong đó là tố hết 3 người, còn 7 người còn lại thì rủa người ta để hăm he rồi này kia. Chứ vậy khổ vậy. Đôi khi mình nghĩ cái bụng người ta, mình tiếc cho họ là có lẽ là một ngày nào đó xa xưa họ đã từng có tâm thiện mọi người ha. Nhưng mà vì một lý do gì đó họ khởi cái tâm không vui thì cuối cùng họ đã phải trả giá. Một ngày xa xưa đã từng có tâm thiện có thể, nhưng mà sau đó cái ác nó khởi lên, cái tâm thiện nó bị chìm xuống, và cuối cùng họ quên đi rằng họ đã từng thiện. Họ quên rằng là vì họ đã từng khởi tâm thiện cho nên ông trời mới cho họ cái sự thuận lợi. Mà khi mà họ được thuận lợi thì họ lại dùng cái thuận lợi đó để họ chuyển cái thuận lợi đó thành cái ác. Thì cái thiện ban đầu được 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 thuận lợi là được trời cho, tại vì thiện cho nên được ưu đãi, được thuận lợi xong lại chuyển thành ác. Cái đó là cái điều đáng tiếc. Nếu cứ thiện 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 hoài như vậy thì với cái thanh thế của những người trong cái giới vậy thì cuộc đời không bao giờ có cảnh phải chống chui chống lủi, tiền xài không hết, sự nghiệp lên như diều. Showbiz là một cái, showbiz là một cái gì đó, là một cái môi trường kiếm tiền rất tốt mọi người. Hầu như là những ai trong đó nếu mà không bị vướng vô những cái xấu là họ hầu như là sự nghiệp và tài sản không thể không gì đếm được. Nhất là trong cái thời điểm thời thời buổi bây giờ có YouTube có này nọ, ai cũng có thể có một cái kênh riêng mình, và họ cứ thấy họ khai thác tâm lý của khách hàng, khai thác những cái gọi là những cái gọi là người ta muốn xem giải trí từ khách hàng, từ những cái người xem trên mạng á, thì tiền cứ thế rớt vô. Tại sao họ lại phải đi vô tới bước đường cùng như vậy? Rất là kỳ diệu. Bàn tay của đấng 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 tối cao rất là kỳ diệu mọi người. Có thưởng có phạt, họ đang bị phạt mà họ không biết. Thực sự mà nói, luôn luôn khi Yến nhìn một ai đó với cái sự tiêu cực, Yến đều cảm thấy tiếc cho họ. Là tại vì Yến không có cái nền tảng được như họ. Đôi khi mình nhìn nền tảng của họ mình thèm luôn á. Mình ngồi nói Yến bán hàng, mọi người biết không, Yến bán hàng mười mấy, 10 năm. Yến lọc fan rất là kỹ mọi người. Nhưng mà Yến ngồi Yến cứ bán, cứ hôm nay Yến không có ép nick ai, chỉ có khi nào người ta ép thì Yến mới ép thôi. Tại Yến quan niệm rằng là khi người ta mua hàng với mình thì người ta là khách thôi. Nhưng mà ai đó muốn ép mình thì người ta phải coi mình, người ta ép friend mình là người ta phải coi mình là bạn thì người ta mới ép, thì lúc đó Yến ấy. Còn Yến sẽ không bao giờ tự tiện đi ép Facebook của khách, là tại vì Yến sợ làm phiền. Đó, biết đâu người ta chỉ muốn mua hàng của mình mà người ta không muốn làm bạn với mình thì sao? Cho nên Yến sẽ không bao giờ Yến tự ép fan của ai. Yến không bao giờ. Cho nên cái lượng fan của Yến nó lên rất là chậm. Yến bán nhiều năm mà fan của Yến vẫn chưa tới 5.000 người đâu mọi người. Mà chưa tới 5.000 fan mà Yến đã sống ổn rồi đó. Trong khi đó Yến đã nhìn chứng kiến một cái đứa lừa đảo khác. Lượng fan của nó lên tới 100, lên tới bao nhiêu là gần cả 100.000, mà họ bán cái gì ra cũng bị dẹp đó. Mình chỉ ước sao là mình có cái lượng fan như vậy. Chắc có lẽ là khi mình post trong cái gì người người ta không mua cái này, người ta không mua cái kia, thì mình vĩnh viễn muôn đời sung túc. Đằng này tại sao một cái lượng fan follower quá lớn mà họ lại phải chìm trong đói nghèo? Đó là tại vì cái lượng cái họ đã bị mất cái uy tín của họ rồi, cho nên mấy chục ngàn fan hay follower không giúp được họ, không giúp họ đổi đời.
Yến chỉ có 5.000 fan, chưa tới 5.000 fan, fan của Yến giờ chắc khoảng 4.600 mà chưa được 5.000 fan mà Yến đã sống sung túc rồi đó. Vậy thì những người nào mà celeb hay cái gì mà người ta lên tới mấy chục ngàn friend follower hoặc là cả 100.000 hay cả triệu, họ rao bất cứ cái gì, họ rao cái gì là họ bán cái đó, họ bán ào ạt luôn, kinh khủng lắm. Còn tại sao có một số người cũng số lượng fan lớn vậy mà ế nhệ, bán gì cũng ai mua, càng bán càng ế, mở cái gì ra dẹp cái đó mà chìm trong đói nghèo luôn, phải chạy mượn nợ. Ngồi đứng đầu showbiz như vậy với một ngôi sao hạng A, tại sao lại phải đi mượn nợ, sao phải chìm trong đói nghèo vậy, khổ sở không tin nổi luôn mọi người ha. Nhưng mà ông trời, con người á thì tại vì nó quá dữ mọi người, tụi nó quá dữ mà ai dám đụng tới tụi nó hết á, vậy thì ai là người chạm được tới tụi nó ở trên á, ở trên á, thậm chí á thích thì lôi đầu kéo xuống tầng 17, 18, 19 luôn cũng được. Đừng có tưởng không ai chạm được tới mình, trên chạm, ai đâu chạm. Nói ra thì nó có hơi phần giáo điều, nhưng mà mình sống mình phải tin vô tâm linh thì đời mình mới khá được, mình mới biết sợ. Mà cũng may á, mọi người biết không, Yến ngồi á, khi mà sau khi Yến chứng kiến được những cái gì mà diễn ra đối với cái nhóm đó, càng ngày Yến càng biết sợ mọi người. Nói thật chứ bây giờ Yến có ý đồ á, Yến mà có nảy khởi khởi một ý niệm thôi, khởi một niệm thôi, hay là ngày mai mình gian đi, không dám nữa chừng đó, không bao giờ dám luôn á. Tại mình nhìn người ta, mình đã thấy người ta như vậy rồi, chả lẽ nào mình bước vô cái vê vết xe đổ. Đó là một cái bài học cho tất cả mọi người tụi mình luôn. Những ai quan sát cái con đường đi xuống của họ đều biết sợ. Cho nên đó là một cái bài học cực kỳ to lớn luôn về cái gọi là luật trời. Mà phải công nhận hay, có bài hát đó hay ghê đó mọi người, nghe cũng hay lắm. Hát, hát, hát cho nghe chơi thôi. Tâm, tâm ở Phật. Cái tâm ở Phật thì mới thực hành được ý của Phật. Còn bước vô cổng chùa mà chỉ nghĩ tới cái chuyện kiếm tiền từ cổng chùa thôi thì đâu có nghe lời Phật, đâu có thấm vô. Cho nên càng ngày càng lụng bại. Xin chúc mừng bạn đã quay vào ô mất lượt. Xin chúc mừng các bạn đã quay vào ô mất lượt. Thiệt sự muốn chia buồn hết sức. Nhưng mà mình chia buồn mà cái mặt mình nó vui, nó cũng trái, nó cũng kỳ. Nhiều khi mình cũng muốn làm mặt buồn, nhưng mà dù buồn nổi thì mình đang vui, muốn chia buồn ghê lắm luôn á mọi người, kỳ ha. Người thấy người ta buồn mà mình không chia buồn được mình cũng áy náy. Xin chúc mừng bạn, xin chúc mừng từng bạn đã quay vào ô mất lượt. Mình hóng, mình ngồi, mình chờ tiếp tục nha mọi người. Ok, bye bye mọi người. Ai chưa, ai coi clip mà chưa ấy thì chưa, ai chưa bấm follow thì vui lòng bấm follow giùm Yến. Yến cảm ơn mọi người đã quan tâm. Dạ, xin chào.